Antima xin giới thiệu một chương trình độc đáo, Legendary Promo. Với nó, bạn sẽ khám phá những cơ hội lợi nhuận vô tận trong thị trường tiền điện tử. Legendary Promo, đây là cơ hội để bạn đánh giá sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường với những điều kiện có lợi nhất. Trong thời gian diễn ra chương trình, Antima tăng giới hạn giấy phép Basic, Pro và Diamond. Giới hạn giấy phép của bạn càng cao, bạn càng có thể thanh toán nhiều hợp đồng split. Giới hạn bổ sung trong giấy phép giảm xuống hàng tuần. Vì vậy bạn mua giấy phép càng sớm thì bạn càng có thể ký kết nhiều hợp đồng split. Trên màn hình, bạn có thể thấy giới hạn bổ sung mà bạn có thể nhận được nếu mua giấy phép ngay khi bắt đầu chương trình khuyến mãi. Đừng bỏ lỡ cơ hội duy nhất để đạt được giới hạn tối đa. Điều này sẽ cho phép bạn tiết kiệm đáng kể cho việc split. Hãy mua giấy phép ngay bây giờ khi số lượng Antima tối đa mỗi ngày được tung ra thị trường và nhận phần thưởng hàng ngày cao nhất có thể.